Ứng dụng đặt xe tải xe container LogLog Technology là ứng dụng công nghệ kết nối chủ hàng với các chủ xe tải xe container trong việc quản lý lộ trình tài xế, quản lý đơn hàng, quản lý đội xe. Ngoài ra, LogLog còn có dịch vụ hàng tiền xe dành cho các chủ hàng có hàng hóa cần vận chuyển liên tỉnh hay toàn quốc. Thay vì đặt riêng một xe tải nhỏ với chi phí đắt đỏ thì quý khán giả có thể ghép cùng với các hàng khác trong xe tải lớn nhằm tiết kiệm chi phí. Thì chúng tôi cho ra đời cái ứng dụng LogLog thì để kết nối trên bằng cái điện thoại thông minh, sử dụng cái trên hệ điều hành Android và iOS, khuyến khích khách hàng bút qua cái ứng dụng để được tích điểm, đổi quà hoặc là được giảm giá cho những cái chuyến hàng tiếp theo. Khi mà chúng tôi cần tìm giá cho những cái đơn hàng vận tải của mình thì chúng tôi sẽ nhận được rất là nhiều đơn giá từ nhiều tài xế, chủ xe, thì tôi có thể lựa chọn được cái giá tốt nhất cho mình. Và còn cái vấn đề mà xác thật cái tính xác minh của chủ xe và tài xế thì đã có LogLog đứng ra làm cái công việc đó, cho nên chúng tôi rất là yên tâm. Để thực hiện giao dịch, chủ xe, chủ hàng và tài xế đều phải có tài khoản trên LogLog. Chủ hàng sẽ gửi đơn yêu cầu gồm các thông tin như địa điểm giao nhận hàng, loại xe, số lượng xe đến cho chủ xe để nhận báo giá. Nếu khách hàng đồng ý mức báo giá thì thông tin đơn hàng sẽ được chuyển cho tài xế. Với mỗi giao dịch thành công, LogLog sẽ thu phí chủ xe từ 5 đến 7%.